Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của kênh truyền thông Việt Vision. Anh Siêu ơi, hôm vừa rồi thấy nghe nói doanh nghiệp của anh Siêu bị phá sản. Thì thực hư câu chuyện này có thật không anh, và nội tình như nào anh thể chia sẻ cùng khán giả Việt Vision được không ạ? Vâng, thưa quý vị các bạn, chúng ta đang theo dõi anh Trần Siêu, một cờ đỏ hành động ở Hà Nội. Anh người rất hăng hái tham gia công việc chống phản động ở tại thực địa cũng như lên sóng truyền thông của các kênh để phản bác luận điệu sai trái của thế lực thù địch, thưa anh. Vâng, xin chào khán giả Việt Vision. Hôm nay anh em tôi lại gặp nhau ở đây thì Bảo Trâm muốn tìm hiểu về vấn đề là cái doanh nghiệp của tôi vừa rồi bị phá sản. Thì đó là tình hình như này. Nói sự thật mọi người, hôm nay thì tôi cũng kể cho mọi người nghe về vấn đề là cái doanh nghiệp của tôi. Nói về doanh nghiệp thì trước đây ấy, thì không phải là doanh nghiệp, vì tôi là một người Trần Siêu và tôi là nuôi lợn, thì ai cũng biết là Trần Siêu nuôi lợn. Trước đây thì tôi có nuôi một số con lợn. Nói về trang trại thì không phải, tôi là một nông dân nghèo thì cũng không có đủ coi như là tầm cỡ để nuôi trang trại lợn. Nhưng tôi nuôi theo kiểu gia đình, mà nuôi lợn theo kiểu gia đình cũng nuôi được cao nhất thì cũng chỉ nuôi được 100 con lợn là cao. Đấy, người nông dân ở Việt Nam thì cái số vốn cũng không có, nhiều khi cũng phải đi vay mượn anh em bạn bè, rồi là vay ngân hàng thì nó để nuôi được 100 con lợn. Thế thì nói chung là mấy năm trước thì làm việc nó cũng đều đều, thì cũng có kiếm được một chút. Thế nhưng mà cái năm ngoái á, thì sự thật mọi người là cái năm 2019 ấy, về vấn đề gần cuối năm ấy, thì nó xảy ra cái bệnh dịch tả châu Phi. Vì vậy cho nên là cái tôi nuôi lợn tôi nó chết hết. Lúc bây giờ tôi rất là khó khăn, vốn liếng thì không có. Thế thì bây giờ là bị mẹ tập trung hết vào nuôi lợn rồi, cho nên là lợn của tôi nó chết hết, thành ra là tôi không làm gì được, thì rất là khó khăn. Thì cái lúc đó là nghe tin, lúc bây giờ là ở bên Vũ Hán, ở bên Trung Quốc ấy, thì nó có cái bệnh là Covid. Lúc ấy là bệnh Covid bắt đầu mới có nghe tin ở Vũ Hán. Và cái nhất là thời gian lúc Tết ấy, Tết âm lịch ấy, thì chúng tôi cũng để ý vấn đề bệnh dịch này. Vì là ở Việt Nam ta là qua như một số cái bệnh dịch khác, như là cái bệnh dịch SARS, thì người dân Việt Nam rất là quan tâm vấn đề cái bệnh dịch nó xảy ra. Thế thì thời gian Tết ấy, thì thấy những người cũng bình thường thôi, lúc đó thì người dân Việt Nam cũng chủ quan. Thì có những người ra ngoài đường người ta cũng đeo khẩu trang, nhưng cũng có người không đeo khẩu trang. Nhưng sau qua Tết, có nghĩa là tôi nhớ vào cái khoảng cỡ mùng 5 hay mùng 6 Tết, thì lúc bây giờ là chính phủ là rất quan tâm đến vấn đề này. Và lúc bấy giờ thì chính phủ có là lập ra một cái ban phòng chống bệnh dịch, thì do Phó Thủ tướng Nguyễn Đức Đam đứng đầu. Lúc bấy giờ thì là nhà nước ta tuyên truyền về vấn đề bệnh dịch này rất là mạnh, vì người nhà nước ta cũng lo rằng nếu như Vũ Hán xảy ra bệnh dịch thì sẽ về Việt Nam, sẽ về Việt Nam, vì Việt Nam của chúng ta là ai cũng biết là hơn 1.300 cây số là đường biên giới với Trung Quốc, và coi như là đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc thì ngày hàng mấy trăm chuyến, là giữa người Việt Nam sang Trung Quốc và người Trung Quốc sang Việt Nam một ngày mấy trăm chuyến. Và rất nhiều những người Việt Nam làm việc ở bên Trung Quốc và rất nhiều những người Trung Quốc làm việc ở Việt Nam. Chính vì vậy là cái vấn đề thông thương thì cái bệnh dịch nó rất là dễ lây lan. Cho nên là cái lúc đầu ban đầu ấy, thì chính bản thân tôi thì tôi cũng nghĩ rằng là nó chuyện dịch nó cũng bình thường thôi. Nhưng sau thấy Vũ Hán là xảy ra rất là kinh khủng. Mà Vũ Hán là đóng cửa Vũ Hán, rồi là sau đó là đóng cửa toàn bộ cái tỉnh Hồ Bắc. Lúc bây giờ thì Việt Nam ta rất là lo ngại rồi. Và lúc đó thì lên các diễn đàn ở trên cộng đồng mạng thì tất cả các nước, chính phủ các nước họ cũng tuyên cáo cho Việt Nam rằng nếu như Việt Nam không cẩn thận thì Việt Nam sẽ trở thành một Vũ Hán thứ hai. Và vào diễn đàn Facebook với YouTube ấy, thì mọi người thấy rằng lúc bấy giờ là những người Việt ở hải ngoại thì họ nói ghê lắm. Họ bảo rằng là Việt Nam ta là sẽ trở thành đại dịch. Vì Việt Nam, cái vấn đề như tôi vừa nói đấy, là quan hệ với Trung Quốc, cửa khẩu, rồi quan hệ ngoại giao, rồi là đi lại giữa Việt Nam và Trung Quốc
cho nên là những người anh ấy, các anh chống cộng mõm lúc bây giờ các anh hô hào là dứt khoát Việt Nam sẽ toa, dứt khoát Việt Nam sẽ có nhiều người chết. Đấy, và chính các anh chống cộng mõm các anh còn có những người, tôi nói sự thật ở đây trên cộng đoàn mọi người biết, có những người người ta còn cầu mong rằng là Chúa sẽ mang bệnh dịch về Việt Nam để cho người Việt Nam chết khoảng 4-50 người. À, 4-50 triệu người. Đấy, còn để lại khoảng 4-50 triệu người thôi. Đấy, đấy là ý là các anh ý chống cộng mõm và các anh tuyên truyền như thế. Thế thì lúc bấy giờ thì tôi cũng chịu khó theo dõi và cũng ra ngoài đường, thì lúc đó bây giờ thì cái phong trào bệnh dịch nó cũng bùng phát. Và lúc bấy giờ có hai người Trung Quốc đầu tiên nhiễm bệnh nằm ở trong bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh ấy. Là hai người Trung Quốc đầu tiên ấy, thì lúc bấy giờ Việt Nam là lo lắng rất nhiều rồi. Và chính phủ Việt Nam cũng cương quyết coi như là xử trí vấn đề bệnh dịch này. Thì và tôi là những người lên trên cộng đồng mạng cùng với anh em mọi người cũng hiểu biết rằng lúc bấy giờ ở Việt Nam chúng ta là cũng nghĩ rằng là cái dịch nó sẽ về Việt Nam. Việt Nam ta rất khó tránh khỏi vấn đề này. Đấy. Vì chúng ta là những người dân thì chúng ta nghĩ là bệnh dịch nó tràn lan như thế thì kiểu gì cũng bị. Còn cũng không ngờ, nói chung đến bây giờ thì anh em ta cũng không ngờ rằng là chính là cái chính sách của chính phủ Việt Nam mà người Việt Nam chúng ta đến bây giờ được an toàn, là chúng ta là những người dân phải biết ơn chính phủ về vấn đề này. Thế lại nói đến trở lại cái vấn đề là doanh nghiệp của tôi. Lúc đó thì tôi nghe ở trên cộng đồng mạng là kinh lắm, thì tôi nghĩ là chắc chắn là cái bệnh dịch này, nếu như nhìn ở Vũ Hán một ngày hàng bao nhiêu người nhiễm bệnh và hàng bao nhiêu người chết như thế, nó rất là kinh khủng. Vậy là mấy anh em chúng tôi á, thì sự thật là mấy giờ mới bàn nhau là góp vốn lại và vay thêm vốn ngân hàng nữa, là lập ra một cái doanh nghiệp là đóng quan tài. Tại vì tôi nghĩ là nếu như nhiều người chết thì quan tài sẽ bán chạy, và rõ ràng ai cũng hiểu rằng bình thường như những cái bình thường ở Việt Nam ta thì ở vấn đề cung cầu ở trên thị trường Việt Nam ta về vấn đề quan tài thì nó cũng đủ, bình thường nó vẫn là đủ thôi. Đấy. Và nếu như bệnh dịch xảy ra mà nhiều người chết thì rõ ràng làm quan tài sẽ rất là phát tài. Tôi nghĩ nó như thế. Thế cho nên anh em tôi là lập ra một cái doanh nghiệp làm quan tài, thì cũng đi thuê mặt bằng, lập ra một cái doanh nghiệp, rồi thuê mặt bằng, rồi mua máy móc như máy xẻ này, máy cưa này, máy bào, máy cắt, rồi đủ các loại, rồi là thuê thợ, một số thợ về. Vì cái quan tài này nói chung mọi người ai biết là cái quan tài nó cũng dễ làm, nó không khó khăn như là cái dạng như là những cái nghề khác như đóng ghế, rồi đóng tủ, đóng giường, đóng nhiều cái khác nó khó khăn hơn. Chính vì vậy là tôi mới lập ra anh em làm quan tài nó cũng dễ. Đấy. Vì vậy cho nên là cũng phải có máy móc các thứ sắm sửa vào để làm ra cái doanh nghiệp, nó phải ra một cái doanh nghiệp, và coi như là phải cử những người đi ngoại giao tìm những cái bệnh viện, rồi những nhà hỏa táng, hay là những nhà coi như là những nhà táng ấy, như nói chung là những nhà táng, thì là chúng tôi là những người coi như là để bán hàng cho nó chạy, nói chung là để bán hàng cho chạy, vừa cũng tin tưởng rằng là làm cái này nó sẽ phát tài. Thế nhưng mà không ngờ rằng mọi người biết rồi, đến bây giờ thì chính chúng tôi lại mở ra nó đúng không đúng thời kỳ. Bệnh dịch ở Việt Nam thì lại một số người bị nhiễm bệnh thì lại không xảy ra cái ai chết cả. Tất cả những người nhiễm bệnh Việt Nam rất ít những người nhiễm bệnh, vì do cái chính sách của chính phủ Việt Nam cho nên rất ít người nhiễm bệnh, mà lại không có ai bị chết, không ai bị thiệt mạng này. Mà cái thời gian cách ly xã hội thì mọi người cũng biết rồi, ít người ra đường, về vấn đề tai nạn giao thông thì nó cũng ít. Tất cả những bệnh gì khác thì những người người ta lúc đó là vì vấn đề cách ly, người ta ở nhà, người ta làm những cái bồi bổ sức khỏe cho người ta lại khỏe ra, rồi là trong gia đình người ta là ăn uống đầy đủ cho nên là cái bệnh tật của nó ít. Chính vì vậy quay lại không có người chết. Đấy, thế là chúng tôi mở ra là nhìn. Thế là đầu tiên là chúng tôi tin tưởng là sẽ có nhiều người chết mới lập ra cái doanh nghiệp này. Nhưng sau đó không người chết thì chúng tôi rất là thất vọng. Chúng tôi đi tìm khắp ở các coi như là những nơi
mà có những người bị bệnh nhiễm Covid để quan hệ với những gia đình những người đó, để nếu có vấn đề gì thì chúng tôi sẽ tranh thủ coi như là bán trước một số những cơ sở khác, ví dụ như thế, để chúng tôi cái này. Nhưng mà cuối cùng là chẳng có ai chết. Thế thì vừa rồi mọi người nhìn thấy là một số bệnh nhà, cái bệnh nhà mà nó bị nặng đấy mà đưa lên thông báo ở trên tin hàng ngày á, thì cái bệnh nhân 19 này rồi bệnh nhân 100 bao nhiêu một số cái bệnh nhân nó bị nặng, thì chúng tôi tin tưởng là những người đó là này khác. Rồi cuối cùng người ta lại khỏi. Đấy, tất cả những bệnh nhân nặng đó người ta khỏi hết. Vừa rồi có một bệnh nhân số 91 thì chữa mấy tháng trời. Và nghe những tin ở trên là người ta đưa thông báo là hàng ngày về cái sức khỏe của bệnh nhân này, thì có những lúc ai cũng tin tưởng rằng cái phổi của bệnh nhân này là hình như bị đóng băng, đóng cứng. Cho là tôi nghĩ là lúc đó người ta tin tưởng rằng là 99,9% cái bệnh nhân người Anh này sẽ tử vong. Thế thì anh em chúng tôi có ngồi bàn với nhau rằng nói là ôi bán cho người Việt thì chắc chắn là cái giá thì nó rẻ, thì người Anh này chắc là người nước ngoài thì chắc phải bán nó phải giá nó cao mới đến bệnh viện để mà hợp là gặp cái những người có như là có quan hệ với những anh này để hợp đồng trước. Đấy, để không sợ cái doanh nghiệp khác người ta đến người ta hợp đồng. Đến khi chúng tôi hợp đồng là cứ tưởng ai, rồi đến ngày một vài ngày sau là nghe tin anh này hồi dần dần. Và phải nói thẳng là này, thứ nhất là bác sĩ Việt Nam tận tình cứu chữa cho anh này, và cái chính phủ Việt Nam thì cũng đã ra những cái này làm sao cố gắng chữa anh này. Vì chữa cái cho anh này khỏi ấy, là nó có mấy vấn đề. Là một là coi như là vấn đề ngoại giao là một vấn đề. Hai nữa là chúng ta không muốn để một trường hợp nào bị Covid mà bị tử vong ở đất nước Việt Nam. Chính vì vậy coi như là rất nhiều người lúc bấy giờ là đăng ký là hiến phổi cho anh ta. Người Việt Nam hiến phổi cho anh ta, muốn cứu chữa anh ta. Chính người dân Việt Nam cũng muốn cứu chữa anh ta. Nói sự thật ở đây mọi người là như thế này. Làm cái nghề nào mà thì ví dụ như nghề bác sĩ thì muốn chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân, thứ nhất là để nâng cao cái trình độ của mình, cái thứ hai nữa là để coi như là lấy tiếng lấy tăm. Nhưng mà cái nghề ngược lại của chúng tôi là nghề bán quan tài thì lại phải muốn là có người chết. Nói ở đây nó nói mang tính chất phản cảm, nhưng tôi nói sự thật là làm nghề bán quan tài thì phải có người chết mới bán được quan tài. Vì vậy là rất cũng muốn mong có người chết để mình bán được hàng. Mình nỡ làm một cái doanh nghiệp ra rồi, bỏ bao nhiêu vốn ra chi phí rồi mà lại không bán được cái nào, không chi phí cái nào thì rõ ràng nhìn thấy nguy cơ là phá sản. Cho nói sự thật, đây là tôi nói sự thật lòng là người này bán quan tài thường thường phải mong có người chết để mà bán quan tài. Thế lại đúng vào cái trường hợp như vậy, ở cái trường hợp Việt Nam như vậy. Cái anh bác sĩ, các anh bệnh nhân số 91 này, anh ấy có một, phải nói anh có một cái hồi phục, sự hồi phục thật thần kỳ. Đến bây giờ mọi người đến tầm này thì mọi người anh biết là anh đã khỏi, anh về nước Anh rồi. Mà nói chung là chúng ta nói về cái mặt là chúng ta làm rất mừng cho cái anh người anh này và những người đã bị bệnh Covid khỏi bệnh, và mong rằng những người bị bệnh mà bây giờ chuẩn bị về Việt Nam mà có nhiễm Covid cũng không, chúng tôi không muốn người ta chết, thực lòng là không muốn người ta chết. Nhưng làm cái nghề bán quan tài thì phải có người chết mới bán được quan tài. Đấy, tôi nói sự thật, hai cái mặt nó khác nhau. Nên mọi người thông cảm, đây là tôi nói sự thật lòng như thế, chứ không phải là mong người ta chết. Nhưng mà đây là phải có người chết mới bán được quan tài. Nhưng mà đến bây giờ sự thật mọi người là từ cái ngày tôi mở cái doanh nghiệp làm quan tài ra đến giờ không bán được cái nào, chẳng có ai chết cả. Đấy, cái bệnh dịch Covid này là không có ai chết cả. Ở Việt Nam thực sự đến giờ này, hiện tại người Việt Nam ta vẫn đón những kiều bào ở nước ngoài về, những du học sinh, những người đi du lịch, hoặc là một số những kiều bào ở nước ngoài người về Việt Nam, đăng ký Việt Nam. Rất nhiều người đăng ký nhưng chỉ mang được một phần về thôi. Nhưng mà trong đó có những người bị cách ly và phát hiện ra nhiễm bệnh, họ chữa tận tình. Chẳng có ai là người, hiện tại bây giờ là không có ai người là bệnh nặng cả. Không có ai coi như là có một số những trường hợp bị nhiễm, một số người bị nhiễm hiện tại vẫn đang cách ly và đang chữa trị, và một số những người mới về vẫn đang bị cách ly để tìm ra ai bị nhiễm là sẵn sàng chữa bệnh cho người ta ngay. Chính vì vậy là không qua hiện tại bây giờ là
ở Việt Nam ta, nhìn ra ngoài đường, ra ngoài đi chơi thì dân Việt Nam trở lại cuộc sống bình thường. Ít người người ta nghĩ đến Covid và cũng ít người người ta quan tâm đến cái vấn đề là người Việt ở hải ngoại về. Tại vì người ta tin tưởng vào nhà nước ta có một cái chính sách và một cái đường lối rất đúng đắn, và cách ly làm sao cho nó không có cái bệnh đó, nó không đưa phân tán ra ngoài cộng đồng. Chính phủ Việt Nam ta làm rất tốt với này, cho nhân dân người ta tin tưởng. Cho rất nhiều người, người ta hiện tại người ta cũng rất là thờ ơ, người ta không nghĩ đến, có những người người ta không nghĩ đến bệnh tật này nữa. Tôi mừng rằng tôi là người dân Việt Nam, mừng đất nước Việt Nam là có một cái chính phủ mà coi như có một cái chính sách, cái đường lối và cái cách làm, cái cách chống dịch rất hiệu quả. Nhân dân 96 triệu nhân dân Việt Nam ở trong nước hiện tại là người ta rất cảm ơn chính phủ Việt Nam đã có một cái đường lối rất tốt để tránh cái bệnh dịch này, rất là tốt cho nhân dân, để đảm bảo vì sức khỏe, vì tính mạng của người dân, cho nên là rất tốt. Nhưng mà thực tế là ngược lại, tôi là người dở mở cái doanh nghiệp bán quan tài, không ai chết thì tôi là người vỡ lợ. Nói sự thật anh em là tôi nói sự thật, cái thông cảm cho mọi người về và cái trường hợp của tôi như thế, mong mọi người thông cảm cho tôi. Hiện tại bây giờ là tôi vỡ lợ, sang lại cửa hàng không ai người ta mua, sang lại doanh nghiệp không ai người ta mua, máy móc đã lỡ rồi, về bỏ phí thành một đống sắt gì đấy. Thế là mọi người thông cảm cho bản thân đó. Thân tôi là hôm nay tôi muốn nói sơ qua về vấn đề cái doanh nghiệp của tôi bị vỡ lợ. Tôi có nói trên cộng đồng mạng rất nhiều những người mà người ta tò mò, người ta muốn tìm hiểu, người ta hỏi tôi. Thì ngày hôm nay tôi cũng nói lên trên đây ở cái kênh của anh em chúng tôi đây, để cho mọi người hiểu cho tôi và thông cảm cho tôi. Nó là như vậy, tình hình nó là như thế. Xin mọi người, xin chào anh em. Tôi sẽ hẹn anh em những clip sau để nói chuyện rõ hơn về vấn đề tình hình này của tôi. Xin chào mọi người. Nào như tổ quốc của tôi, đất cha ông chưa nguôi ngày đoàn tụ, trong nguy nan vẫn gồng lên giữ đất, tổ quốc lẽ lên hình tia chớp ngăn tù.